Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thế giới 7 ngày của kênh VTC 14, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Và chương trình của chúng tôi được phát sóng thường kỳ trực tiếp vào lúc 9 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần. Trước khi đến với nội dung chính của chương trình tuần này và gặp gỡ với khách mời, mời quý vị cùng chúng tôi nhìn lại những tin tức quốc tế nổi bật trong 7 ngày vừa qua. Chiều 10 tháng 4, tại công trình xây dựng một bãi đỗ xe ở quận Alvaro Obregón, thủ đô Mexico City, đã xảy ra tai nạn lao động khiến ít nhất 7 công nhân thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương. Cơ quan chức năng cho biết vụ tai nạn lao động xảy ra khi các công nhân sử dụng cần cầu để lắp một dầm ngang. Tuy nhiên, kết cấu này sau đó bị sập. Lực lượng cứu hộ, cứu hỏa đã được huy động kịp thời tới hiện trường để giải cứu những người bị kẹt trong đống đổ nát. Theo kết quả điều tra ban đầu, nhiều khả năng do lỗi của người điều khiển cần cầu khiến thanh dầm ngang va chạm với một số trụ của công trình hoặc lỗi cấu trúc trong xây dựng. Ngày 11 tháng 4, một vụ bạo động đã xảy ra tại một nhà tù ở bang Mato Grosso, miền trung Tây Brazil, khiến 5 tù nhân thiệt mạng và 17 người khác bị thương. Được biết, hầu hết các nạn nhân thiệt mạng do bị bắn. Các quản giáo cho biết đã tìm thấy 2 khẩu súng trong phòng giam và vụ bạo động bắt nguồn từ mâu thuẫn xung đột giữa các băng nhóm tội phạm trong nhà tù này. Sau khi kiểm soát được tình hình, ban quản lý nhà tù đã tìm cách thuyết phục các tù nhân đang cố thủ ở một số khu vực ra hàng. Thời gian gần đây, tại Brazil, liên tục xảy ra các vụ bạo loạn trong nhà tù, khiến nhiều tù nhân thiệt mạng. Ngày 12 tháng 4, ít nhất 29 người đã thiệt mạng và 9 người bị thương trong một vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng xảy ra ở miền Nam Mexico. Vụ tai nạn xảy ra trên đường cao tốc Thế kỷ 21 thuộc địa phận thành phố Petacanco, bang Guerrero. Một xe bồn chở đầy nhiên liệu đã đâm vào một xe ô tô chở khách du lịch. Cú va chạm gây ra vụ nổ lớn khiến cả hai xe bốc cháy. Tài xế xe bồn và tài xế ô tô chở khách nằm trong số 29 người thiệt mạng. Những người bị thương bao gồm cả trẻ em đã được đưa tới một bệnh viện ở bang Michoacán. Mexico bắt đầu kỳ nghỉ tuần lễ thánh và nhiều gia đình đã thuê xe đi du lịch. Chiếc xe ô tô gặp nạn trên được một gia đình thuê để cùng bạn bè và người thân đi nghỉ. Cơ quan chức năng Mexico đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Khoảng 19:30 ngày 13 tháng 4 giờ địa phương, quân đội Mỹ đã ném một quả bom GBU-43B xuống Afghanistan nhằm vào các mục tiêu của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Đây là loại bom phi hạt nhân có sức công phá lớn nhất của quân đội Mỹ, thường được gọi là mẹ của các loại bom. Theo quân đội Mỹ, quả bom được ném xuống một tổ hợp đường hầm và hang động của IS ở huyện Asin thuộc tỉnh Nagaha của Afghanistan. Người phát ngôn không quân của Mỹ khẳng định đây là loại bom phi hạt nhân lớn nhất mà Mỹ từng sử dụng trong chiến đấu. Theo số liệu cập nhật, tính đến thời điểm này, quân đội Mỹ đã tiêu diệt ít nhất 90 tay súng thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS nhờ quả bom này. Ngày 14 tháng 4, Ngoại trưởng ba nước Nga, Iran và Syria đã nhóm họp tại Moscow để bàn về vấn đề Syria. Được biết tình hình Syria sau khi xảy ra vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại Khan Sheikhoun và vụ tấn công bằng tên lửa của Mỹ nhằm vào quân đội chính phủ Syria là chủ đề chính trong các cuộc họp ba bên và song phương này. Các cuộc gặp giữa các ngoại trưởng Nga, Iran và Syria được tiến hành sau cuộc đàm phán giữa Ngoại trưởng Nga Lavrov và người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson tại Moscow hôm 12 tháng 4, cũng với chủ đề chính là Syria. Ngày 15 tháng 4, giới chức Sri Lanka cho biết số người thiệt mạng trong vụ lở núi rác ở thủ đô Colombo xảy ra sáng cùng ngày đã tăng lên 10 người, trong đó có 4 trẻ em. Hiện hàng trăm binh sĩ vẫn tiếp tục tìm kiếm những người còn sống sót với sự hỗ trợ của máy xúc. Cảnh sát khẳng định trước khi xảy ra thảm họa, nhiều người dân đã sơ tán do mưa lớn trước đó một ngày khiến rác trôi xuống và làm hư hỏng nền móng nhiều ngôi nhà. Được biết, núi rác vừa sạt lở nằm ở thủ đô Colombo cao 91 mét và chôn vùi gần 150 ngôi nhà gần đó. Ngày 16 tháng 4, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã tiến hành một vụ phóng tên lửa từ khu vực gần thành phố Sinpo thuộc bờ biển phía đông nước này. Tuy nhiên, nhiệm vụ phóng được cho là đã thất bại. Vụ phóng tên lửa này được tiến hành vào lúc 11 giờ 21 phút sáng giờ Hawaii, tức 4 giờ 21 phút sáng ngày 16 tháng 4 theo giờ Hà Nội.
Ngay lập tức, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết Ủy ban Thường trực Hội đồng An ninh Quốc gia nước này sẽ tổ chức một phiên họp vào lúc 9 giờ 30 phút sáng giờ địa phương để đánh giá tình hình an ninh. Một quan chức giấu tên của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết Seoul vẫn đang phân tích loại tên lửa Triều Tiên vừa phóng cùng một số thông tin khác. Theo thông tin ban đầu, tên lửa Triều Tiên vừa phóng có thể cùng loại với tên lửa mà nước này sử dụng trong vụ phóng hồi đầu tháng. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được thông báo về vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên, song hiện chưa đưa ra bình luận gì. Trước đó, theo hãng tin Tân Hoa Xã, tại lễ diễu binh, Triều Tiên đã lần đầu tiên giới thiệu một loại tên lửa đạn đạo mới và theo giới phân tích quân sự, đây có thể là các tên lửa Pukuksong 2 mới được phát triển của nước này. Trong tuần vừa qua thì cả thế giới sôi sục về việc một bác sĩ gốc Việt bị kéo lê khỏi máy bay của hãng United Airlines. Vụ bê bối đã khiến cho hãng hàng không Mỹ mất hàng tỷ đô la Mỹ. Rồi mới đây nhất chỉ vào rạng sáng ngày hôm nay thôi thì ngay trước khi Phó Tổng thống Mỹ đến Hàn Quốc, Triều Tiên đã phóng một tên lửa chưa xác định về vùng biển phía đông. Nhưng vụ phóng được cho là đã thất bại. Động thái này diễn ra chỉ một ngày sau cuộc diễu hành lịch sử kỷ niệm 105 năm ngày sinh của cố chủ tịch Kim Nhật Thành. Mà tại đó thì Bình Nhưỡng đã cảnh báo sẵn sàng tấn công hạt nhân nhằm trả đũa những cuộc tấn công của Washington và đồng minh. Tuy nhiên thì trong chương trình tuần này chúng tôi muốn cùng quý vị bàn về một câu chuyện khác. Tuy không ồn ào và ầm ĩ như hai sự việc vừa đề cập, nhưng được cho là lại có nhiều tác động lâu dài đến các mối quan hệ quốc tế, mà cụ thể là mối quan hệ giữa hai cường quốc quân sự hàng đầu thế giới là Mỹ và Nga. Và sự kiện chúng tôi muốn đề cập là chuyến công du tới Moscow của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. Đây là chuyến công du chính thức tới Moscow đầu tiên của một quan chức cấp cao trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Vậy cụ thể, chuyến thăm này có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh căng thẳng gia tăng khi mà Nga lên án việc Mỹ oanh kích một căn cứ không quân của Syria nhằm đáp trả vụ tấn công bằng vũ khí hóa học? Và vì sao Nga-Mỹ suốt 6 năm vừa qua vẫn không tháo gỡ được bất đồng về cuộc khủng hoảng Syria? Và chuyến công du của Ngoại trưởng Tillerson thì liệu có giúp mang lại những tia hy vọng mới cho mối quan hệ giữa hai cường quốc hay không? Và tương lai quan hệ Mỹ-Nga sẽ đi về đâu? Những câu hỏi này sẽ phần nào được giải đáp trong chương trình Thế giới bề ngày tuần này với sự tham gia của một vị khách mời quen thuộc, nhà báo, chuyên gia phân tích quốc tế Đại Phượng. Và cảm ơn nhà báo Đại Phượng đã tới tham gia chương trình của chúng tôi. Và chắc chắn nhà báo Đại Phượng sẽ mang tới cho quý vị rất nhiều những câu chuyện thú vị bên lề các sự kiện quốc tế. Và trước khi cùng với nhà báo Đại Phượng trò chuyện thì chúng ta sẽ cùng tới với một phóng sự tổng hợp sau đây. Truyền thông phương Tây đánh giá Nga đã đón tiếp Ngoại trưởng Rex Tillerson khá lạnh lùng và không mấy thân thiện. Trước đó, nhiều người còn dự đoán cuộc gặp gỡ này thậm chí sẽ không diễn ra do những căng thẳng gần đây giữa hai bên. Cuộc gặp của chúng ta hôm nay diễn ra vào một thời điểm quan trọng trong mối quan hệ hai nước. Đã tới lúc chúng ta làm sáng tỏ những vấn đề có chung mục tiêu, những lĩnh vực có chung mục đích, ngay cả khi cách tiếp cận của chúng ta có sự khác biệt. Về phần mình, Ngoại trưởng Lavrov bắt đầu cuộc đón tiếp bằng những chỉ trích về vụ tấn công bằng tên lửa hành trình của Mỹ vào căn cứ không quân Syria hôm 7 tháng 4 là bất hợp pháp. Chúng tôi đã nhiều lần khẳng định quan điểm sẵn sàng tiến hành các cuộc đối thoại mang tính hợp tác, xây dựng và bình đẳng dựa trên việc xem xét quyền lợi chính đáng của các bên. Theo ông Lavrov, Nga có nhiều câu hỏi về những quan điểm nhập nhằng và mâu thuẫn của phía Mỹ, đồng thời muốn biết ý định thật sự của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Sau khi hội đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov, ông Tillerson đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tuy nhiên, đây là một cuộc họp kín nên Điện Kremlin không tiết lộ về nội dung cũng như những hình ảnh trong cuộc họp. Trước đó, Tổng thống Nga trả lời phỏng vấn trên truyền hình cùng ngày đã nói rằng mức độ tin tưởng về sự hợp tác giữa Moscow và Washington chẳng những không cải thiện mà còn tồi tệ hơn từ lúc ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ. Vâng, thưa quý vị, có một thực tế mà có lẽ ai cũng biết, đó là quan hệ ngoại giao Nga-Mỹ từ xưa đến nay chưa bao giờ là êm ả. Tuy nhiên, để rơi vào tình trạng mà Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã khẳng định là căng thẳng nhất từ sau chiến tranh lạnh cho tới hiện nay thì quả là một điều bất ngờ. Vâng, thưa nhà báo Đại Phượng, ông có thể làm rõ hơn một chút cái tình trạng quan hệ giữa Nga và Mỹ hiện nay mà được cho là ở cái mức độ thấp nhất từ trước đến nay. Vâng, quan hệ giữa Mỹ và Nga thì luôn luôn căng thẳng và sở dĩ nó xuống ở giai đoạn thấp nhất trong giai đoạn hiện nay, được coi là thấp nhất kể từ thời chiến tranh lạnh kết thúc, thì là do giữa các cái chính sách chiến lược của chính quyền Nga và chính quyền của các đời Tổng thống Mỹ có một cái sự xung đột về lợi ích rất lớn.
kể từ khi Nga sắp nhập cái bán đảo Crimea vào thì đã bị Mỹ và phương Tây phản đối. Rồi sau đó là sự hiện diện của Nga trong cái vấn đề chiến tranh nội chiến ở Trung Đông. Rồi gần đây nữa thì là trong cái quá trình là quan hệ giữa Nga và Mỹ cũng có vấn đề lùng xùng bởi vấn đề Mỹ tố cáo Nga là buộc tội cho Nga là đã thao túng vào bầu cử tổng thống của Mỹ, vân vân, làm thay đổi kết quả tổng thống của Mỹ. Rồi thời gian gần đây nữa thì Mỹ, tổng thống Mỹ quyết định là bắn 59 quả tên lửa Tomahawk vào cái có thể nói là cái đồng minh mà được Nga bảo vệ hết sức hiện nay, đó là Syria. Thì mối quan hệ đã thấp rồi lại còn xuống thấp nữa, và hiện nay nó ở cái mức thấp nhất từ trước đến nay. Vâng, trong cái bối cảnh trong cái bối cảnh nó quan hệ nó thấp nhất thì trong cái chuyến thăm này của ông Tillerson, ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ấy, thì rõ ràng là phía Mỹ không đặt vấn đề là chuyến đi sẽ mang lại một bước đột phá khẩu và đặt ra một cái nền tảng lớn để xây dựng là quan hệ Nga Mỹ trở thành một đồng minh lớn, không đặt vấn đề đó, mà chỉ đặt ra một cái mục tiêu rất khiêm tốn là không để cho tình hình xấu thêm, và chỉ chủ yếu là làm sao để trên các cái mặt trận mà có cả Nga và Mỹ cùng tham gia, chẳng hạn như là trên trường Syria thì lực lượng quân sự của hai bên không trực tiếp xung đột với nhau, tránh va chạm trực tiếp, và cố gắng làm sao đó để làm cho tình hình ở trên thế giới và các cái khu vực mà liên quan đến lợi ích của hai quốc gia không xấu thêm mà đi mà thôi. Vâng, rõ ràng là việc Mỹ và Nga không đặt ra quá nhiều kỳ vọng vào cái chuyến thăm này cũng là điều dễ hiểu thôi, khi mà chúng ta nhìn vào bản thân cái chuyến thăm này chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn, nhưng mà những cái diễn biến trước, trong và sau đó thì đã có rất nhiều thay đổi. Bản thân ví dụ như là ông Tillerson chẳng hạn, trước khi đến Moscow thì ông có nói rằng là việc của người dân Syria, cái số phận của ông Assad thì hãy để người dân Syria quyết định. Nhưng mà khi đến Nga thì ông lại có cái phát ngôn hoàn toàn khác, rằng là thậm chí có thể dùng từ là ra tối hậu thư cho Moscow, hoặc là phải lựa chọn về cùng quan điểm với Mỹ, hoặc là phải lựa chọn một cái nghiêng về phía Syria. Vậy thì chỉ trong một thời gian ngắn, cái quan điểm của người đứng đầu ngoại giao của Mỹ đã có sự thay đổi như vậy thì cho thấy điều gì? Khi phía Mỹ đặt vấn đề rằng là số phận của ông Bashar al-Assad, tổng thống của Syria, để cho dân Syria tự quyết định, thế thì đấy cũng chính là cái quan điểm của Nga, và nó cũng nói chung là quan điểm của thế giới nói chung. Đấy. Nó được đưa ra ở trong cái bối cảnh là Assad gần như là bị cô lập lắm rồi, và tình hình ở Syria là chính quyền Assad là rất yếu, có thể là bị các lực lượng đối lập, và trong đó có những lực lượng đối lập do Mỹ và phương Tây ủng hộ đấy, có thể là lật đổ bất cứ lúc nào. Cho nên họ đặt vấn đề rằng là như vậy là để cho người dân Syria tự quyết định số phận của Assad. Ý muốn nói rằng họ rất hy vọng rằng trong một cuộc tổng tuyển cử bỏ phiếu thì người dân Syria sẽ không bỏ phiếu cho ông Assad nữa, mà sẽ bỏ phiếu cho một cái lực lượng, một thế lực nào đó mà họ ủng hộ đang mạnh lên và đang ở thế thượng phong. Thế nhưng mà tình hình trong thời gian vừa qua thì lại thay đổi với sự can dự của không quân Nga và sự hỗ trợ về không quân của Nga, rồi là của về mặt đất của Iran, rồi là quân mặt đất của lực lượng Hezbollah ở Liban. Thì quân đội của Assad giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, và tình thế ở trên chiến trường đã bị đảo ngược. Chính quyền Assad lại trở nên vững mạnh và trở nên là chủ động và chiếm lại được hầu hết tất cả các cái cơ sở, các cái lực lượng, các cái khu vực, các cái địa bàn là trọng yếu. Thế thì lực lượng của Assad mạnh lên. Bây giờ nếu mà để cho bỏ phiếu, chắc chắn rằng là ông Assad sẽ là thắng cử. Vậy cho nên là Mỹ đành phải thay đổi, đành phải nói là phải loại bỏ Assad trước. Như vậy là ở đây chúng ta phải nên thấy rằng là cách tiếp cận giữa Nga và Mỹ để tìm ra một cái giải pháp hòa bình cho ở Trung Đông ấy là rất khác nhau, nhưng họ lại chung nhau ở một cái khía cạnh rằng là cần phải tìm cho Trung Đông một cái giải pháp hòa bình. Nhưng mà cách tiếp cận khác nhau, chính vì nó khác nhau vậy nên nó mâu thuẫn. Và Mỹ hiện nay trong một thời gian Mỹ hoàn toàn là không tính trước được rằng là với sự can dự của Nga thì Assad lại mạnh lên như vậy. Cho nên là bây giờ họ đặt ra một tối hậu thư rằng là bây giờ một là ông đúng về phía chúng tôi loại Assad, sau đó thì có một giải pháp chính trị, hoặc là ông đứng về phía Assad và bên cạnh đó là với sự Iran cũng như là lực lượng Hezbollah thì ông sẽ bị cô lập, và về mặt chiến lược là ông không có lợi lộc gì. Đấy là một cái câu mang tính chất của tối hậu thư mà Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson mang đến lần này cho phía Nga. Phản ứng của Nga như thế nào khi mà nhận được cái thông điệp mang cái tính ý nghĩa là tối hậu thư như đó từ phía Mỹ, và trong suốt 6 năm qua có một cái lúc nào đó cái quan điểm
cách tiếp cận vấn đề Syria của Nga và Mỹ nó đến gần sát nhau không ạ? Nó gần sát nhau ở khía cạnh rằng là họ thống nhất với nhau rằng là Syria cần phải có một giải pháp và không thể để cho tình trạng là nội chiến Syria kéo dài, và dứt khoát phải có một giải pháp chính trị. Họ đã có những cái cơ chế để bàn thảo về vấn đề này, các một số cái hội nghị liên quan đến tổ chức ở Geneva v.v. và họ có rất nhiều cuộc tiếp xúc. Tuy nhiên, cách tiếp cận, cách giải quyết vấn đề thì rất khác nhau. Khác nhau chủ yếu ở chỗ rằng là phía Nga thì là muốn rằng là xây dựng mà sẽ tổ chức một cuộc tổng tuyển cử, thành lập ra một chính phủ liên hợp trên cơ sở nòng cốt là chính quyền của Assad. Rồi sau đó không có Assad, nhưng mà không có Assad về mặt con người, nhưng mà tinh thần và chính sách của Assad là vẫn giữ nguyên. Đấy là phía Nga. Còn phía Mỹ thì muốn phế truất Assad và muốn phế truất cả cái thể chế của ông ta và nâng cái tầm và là tạo điều kiện cho cái lực lượng đối lập của ông ta lên. Như vậy thì rõ ràng là do nó xuất phát từ cái lợi ích chiến lược của hai quốc gia. Nga đã đầu tư quá nhiều vào Syria và Nga lại có các căn cứ quân sự của Nga đặt tại Syria, và nói rộng ra thì đấy là căn cứ quân sự mang tính chất chiến lược ở khu vực Trung Đông. Cho nên là Nga rất muốn là các cái chính thể nào ủng hộ cho cái chính sách của Nga. Ngược lại Mỹ thì cũng như vậy thôi. Mỹ cũng muốn có những cái lợi ích của mình ở khu vực Trung Đông, cho nên họ luôn luôn đấu tranh để làm sao có lợi cho họ. Vậy cho nên là chỗ này có thể hiểu như là hai cường quốc tranh nhau một cái một cái miếng bánh, miếng bánh lớn. Vấn đề là ai khỏe hơn thì ăn được miếng nhiều và ai yếu hơn thì phải chịu miếng ít mà thôi. Rõ ràng với những cái cách nhìn, cách tiếp cận và cái gốc rễ của cái lợi ích như vậy thì rất là khó để cho hai bên có thể đạt được một cái điểm nhìn chung, đúng không ạ? Đúng. Cảm ơn những phân tích của nhà báo Đại Phương. Thưa quý vị, mới chỉ vài tháng trước khi còn là một ứng viên tổng thống thì ông Trump đã có nhiều lần ngỏ ý muốn cải thiện quan hệ, thậm chí là bắt tay với Nga trong cuộc chiến chống khủng bố tại Syria. Thế nhưng mà một loạt các động thái gần đây của ông Trump thì đang khiến cho người ta không khỏi nghi ngại rằng là ông Trump đang thay đổi thái độ với Nga một cách chóng mặt. Việc ông Trump chọn ông trùm dầu khí Rex Tillerson, một người từng có quan hệ với Moscow làm ngoại trưởng, được xem là một trong những tín hiệu ngầm tích cực gửi tới Moscow. Nhưng nỗ lực hàn gắn còn chưa bắt đầu, thì căng thẳng mới đã phát sinh sau khi Mỹ tấn công tên lửa vào căn cứ hải quân của Syria, một đồng minh quan trọng của Nga. Cả hai quốc gia đều có một số lợi ích cốt lõi ở Syria, và nếu hai bên có thể hợp tác, tôi nghĩ họ sẽ vượt qua những bất đồng chính kiến rất nhanh chóng. Nhưng điều đó đòi hỏi hai bên phải nỗ lực hết sức để tìm kiếm một chiến lược hoàn toàn mới, mà đến nay tôi cho rằng cả Nga và Mỹ đều đang bế tắc. Nhưng chưa dừng ở đó, ngày 11 tháng 4, Tổng thống Trump tiếp tục đưa ra một động thái có thể chọc giận ông Putin. Văn phòng báo chí Nhà Trắng tuyên bố, ông Trump đã thông qua việc cho phép quốc gia Montenegro gia nhập Liên minh quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Qua đó, ông Trump đã ca ngợi NATO, đồng thời khẳng định cam kết của Mỹ trong việc tăng cường mối quan hệ mạnh mẽ vốn có với Montenegro. Những phát ngôn mới nhất nói trên của Tổng thống Trump về NATO hoàn toàn trái ngược với tuyên bố NATO đã lỗi thời khi ông đang tranh cử chức Tổng thống Mỹ. Vâng, có lẽ ngay cả những người ít quan tâm tới chính trị nhất thì cũng phải nhận thấy là sự khác biệt giữa một ông Trump khi trước khi làm Tổng thống, khi còn tranh cử, với một ông Trump sau khi đã làm ông chủ của Nhà Trắng. Và phát ngôn viên Nhà Trắng là Sean Spicer thì cho rằng là việc ông Trump thay đổi quan điểm cũng không có gì là lạ, bởi vì bối cảnh đã thay đổi. Và nhận định này thì trùng khớp với một lập luận cũng rất phổ biến là một khi đã ngồi vào phòng bầu dục tại Nhà Trắng thì bất kỳ một Tổng thống Mỹ nào cũng cần nhìn sự việc bằng một con mắt khác. Vậy thì ông Trump đã thay đổi cách nhìn về Nga và trong cái quan điểm điều hành của mình ra sao? Chúng ta sẽ cùng tiếp tục thảo luận với nhà báo Đại Phượng. Thưa nhà báo Đại Phượng, thì trước tiên chúng ta sẽ cùng nhìn lại một chút những cái nội các của ông Trump và được cho là sẽ có tác động nhất định tới cách điều hành của ông. Thì nhìn vào nội các của ông Trump thì những cái điều gì đáng chú ý nhất, đặc biệt là để đưa ra những quyết định mang tính đối ngoại? Tôi nghĩ rằng là nếu chúng ta nhìn vào những cái danh sách nội các của ông Trump trong thời gian ông vừa lập ra ấy, thì chúng ta thấy rằng là cái phần lớn những cái gương mặt này là những nhà kinh doanh. Phần lớn của họ là các tỷ phú và các triệu phú. Và ngay như ông Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson thôi, thì bản thân ông cũng là một nhà kinh doanh. Ông đã từng làm tổng giám đốc và chủ tịch hội đồng quản trị của một cái tập đoàn dầu mỏ là ExxonMobil, là một cái tập đoàn dầu lửa rất lớn. Và ông đã có một cái sự hợp tác với Nga rất tốt về mặt coi như là thương trường, trên thương trường. Vậy cho nên ý là ông Rex Tillerson đã từng được Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tặng thưởng cho huân chương hữu nghị.
Như vậy là bản thân ông là một doanh nhân, nhà kinh tế, ông là triệu phú. Rồi là bản thân Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng là một tỷ phú bất động sản. Rồi các cái nhà chính trị khác, các vị trí khác ấy, thì các nhà chuyên môn mang tính chất kỹ trị của chuyên ngành trong cái lĩnh vực mà họ phụ trách thì không nhiều, mà chủ yếu là các nhà kinh tế, các nhà kinh doanh, họ không có nhiều kinh nghiệm. Vậy cho nên ấy, là các cái chính sách thậm chí của Tổng thống phát ngôn trên Twitter rồi trong phát biểu trong quá trình tranh cử nó kia cũng đều phải thay đổi. Hay là một số các cái định hình chính sách ban đầu, chẳng hạn như là vấn đề các cái chính sách về bảo hiểm y tế chẳng hạn, thế này xóa bỏ cái Obamacare để thay thế bằng một cái chính sách mới của Trump ấy, thì mới đưa ra thì cũng đã trục trặc, cuối cùng lại phải rút lại, vân vân và vân vân. Như vậy chứng tỏ rằng thấy là đấy là những nhà chính trị mới nổi lên được bổ nhiệm dưới con mắt của một tỷ phú bất động sản chứ không phải của một nhà chính trị lão luyện. Cho nên ấy, họ mặc dù họ có nhiều nhiệt huyết, họ có nhiều tham vọng, thế nhưng mà rõ ràng họ không có nhiều kinh nghiệm trên chính trường, trên chính trường ở trong nước cũng như là trên các cái diễn đàn ở quốc tế và trên quân sự, các cái vấn đề chiến lược khác nữa. Cho nên chúng ta thấy rằng là nó có khá nhiều trục trặc trong thời gian vừa qua. Vâng, người ta nói rằng là nếu tính tổng giá trị tài sản thì nội các của ông Trump là nội các mà giàu có nhất từ trước đến nay. Với tư cách là những cái nhà triệu phú, những nhà kinh doanh thì việc họ đưa ra những cái quyết định về kinh tế chắc chắn là sẽ rất là nhanh và rất là phù hợp, thậm chí là rất là chính xác. Nhưng mà việc đưa ra về chính trị như nhà báo Đại Phượng có vừa nói thì nó không hoàn toàn chính xác. Bằng chứng là rất nhiều những cái quyết định, thậm chí những cái đạo luật được ông Trump ký trên cái sự tham vấn của nội các của mình thì đã khi mà đưa ra thì đều bị phản đối, như là đạo luật về nhập cư này, rồi Obamacare cũng đều không giành được cái sự ủng hộ. Như vậy có thể thấy rằng là cái sự tham vấn của nội các này chưa thực sự hiệu quả đối với việc điều hành của ông Trump, đúng không ạ? Trong lĩnh vực chính trị, lĩnh vực chính trị, ngoại giao và các vấn đề an ninh chiến lược. Chứ về vấn đề kinh tế thì rõ ràng là họ có những thành công, chẳng hạn như là các cái chính sách của họ đối với Trung Quốc chẳng hạn ấy. Họ chuẩn bị cho Tổng thống Donald Trump gặp với lại ông Xi Jinping trong cái cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên vừa qua giữa lãnh đạo của hai nước ấy. Thì rõ ràng là phía Mỹ đã đạt được khá nhiều thắng lợi về mặt kinh tế. Trong đó là Tổng thống, Chủ tịch của Trung Quốc Xi Jinping cũng đã phải cam kết là sẽ xem xét và sẽ mở cửa cái thị trường thịt bò cho Mỹ. Mà cái thị trường này là nó bị ngừng từ năm 2003. Đấy là khi mà Trung Quốc, đấy là khi mà Mỹ phát hiện ra một cái trường hợp bò điên đầu tiên ở bang Washington. Và sau đó thì là Trung Quốc cũng nhận thấy rằng là Trung Quốc đã phụ thuộc khá nhiều vào thị trường thịt bò của Mỹ, cho nên là ngừng nhập. Và thời gian gần đây thì cũng đã có một cái quyết định là nối lại, tuy nhiên là vẫn chưa thực hiện, bởi vì Trung Quốc vẫn đặt ra khá nhiều cái rào cản phi mậu dịch, cho nên là thịt bò Mỹ trên thực tế là vẫn chưa được tái xuất trở lại sang Trung Quốc. Nhưng mà trong cái cuộc gặp thượng đỉnh vừa qua thì dưới sự cố vấn tương đối sắc sảo cũng của các nhà chuyên gia kinh tế của Mỹ, Donald Trump cũng là một nhà kinh tế cho nên bản thân ông làm rất quyết liệt vấn đề này, thì mà phía Trung Quốc đã phải cam kết là xét lại để nối lại cái thị trường thịt bò. Chúng ta biết rằng là Trung Quốc là một cái quốc gia nhập thịt bò lớn thứ hai ở trên thế giới, cho nên là đây là món lợi khá lớn cho Mỹ. Với Trung Quốc thì Mỹ có cách tiếp cận có thể nói rất là gọi là mềm mỏng là như vậy, nhưng mà tại sao với Nga thì lại không như vậy, mặc dù cũng là cùng một cái đội ngũ tư vấn như vậy? Phải chăng là còn một cái ông Trump còn phải chịu một cái tác động từ một cái bên nào khác nữa? Tôi nghĩ rằng là ông Trump thì đương nhiên là bởi vì ông là người của Đảng Cộng Hòa, cho nên ông bị tác động bởi các cái chính trị gia Đảng Cộng Hòa. Và phía Đảng Cộng Hòa thì đó là một cái phe gọi là phe trung hữu, cho nên ấy là họ đi theo cái, họ đứng đằng sau họ là có các cái nhà tài phiệt, rồi là các cái tập đoàn về công nghiệp vũ khí, sản xuất vũ khí và quân sự. Cho nên là các cái chính sách của Donald Trump ấy cũng bị lái theo hướng đó, không thể vọt qua cái vòng đó, cái chính sách cơ bản của Đảng Cộng Hòa. Thứ hai nữa là đối với Trung Quốc ấy thì là Trung Quốc với Nga thì không thể so sánh được, bởi Nga là một cái cường quốc về quân sự cao hơn một đẳng cấp so với Trung Quốc. Trung Quốc chỉ là một quốc gia đang phát triển và cũng là mới nổi lên, mặc dù Trung Quốc đã trở thành một nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới, nhưng mà trong nội bộ Trung Quốc có đầy rẫy nhiều những vấn đề mà Mỹ cảm thấy rằng là Trung Quốc cũng là một đối thủ đáng gờm trong tương lai, nhưng mà trước mắt thì còn xa mới có thể là ảnh hưởng trực tiếp đến cái lợi ích của Mỹ. Thứ ba nữa là hiện nay ấy, đừng quên rằng là Trung Quốc là một chủ nợ lớn nhất đối với Mỹ.
Hiện nay là Trung Quốc đã mua đến hơn 2.000 tỷ đô la Mỹ cái tiền trái phiếu chính phủ của Mỹ. Cho nên có những lúc là dưới thời ông Obama đấy, bà ngoại trưởng của Mỹ là bà Hillary Clinton ấy là cũng đã phải sang Trung Quốc xoa dịu Trung Quốc rằng là đừng rút vội tất cả các cái trái phiếu đó. Nếu mà rút ra ngay bây giờ thì là lúc bây giờ là Mỹ đang rơi vào ở trong cái vòng xoáy rất là mạnh của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay ấy, chưa gỡ ra được như bây giờ đâu. Thì bà Hillary Clinton phải xoa dịu Trung Quốc là bình tĩnh, đừng rút vội cho nên là gây khó khăn cho phía Mỹ. Như vậy rõ ràng là Trung Quốc họ có cái thế mạnh của họ. Và cái điều quan trọng hơn nữa là Trung Quốc là một thị trường duy nhất, đông nhất và rất rộng lớn. Mà đầu tư vào đó thì nó ra được tiền. Đấy, cho nên là lợi ích của Mỹ ở Trung Quốc hiện nay còn khá lớn. Cho nên Mỹ không dại gì là xóa bỏ nó đi hoặc là gây căng thẳng quá mức. Mà luôn luôn ở mức độ là gây sức ép để làm sao mình có lợi được nhiều hơn. Với Nga thì khác, lợi ích của Nga với Mỹ là rất trực tiếp ở trên các cái chiến trường cũng như là sự cạnh tranh cũng rất trực tiếp. Và bên cạnh Mỹ thì còn có NATO nữa, cho nên là cái sự tồn tại của Nga với tư cách là một cường quốc đứng tương đối độc lập, có các chính sách tương đối là khác biệt đối với Mỹ và phương Tây ấy, thì Mỹ và phương Tây muốn xóa bỏ cơ. Đấy, muốn làm sao để thôn tính được ở Nga nữa cơ. Cho nên cái điều này là khó bởi vì Nga là một nước lớn, không dễ làm được như vậy. Vâng, vậy bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với một cái sự kiện mà có thể nói là tác động khiến cho cái mối quan hệ giữa Nga và Mỹ vốn cũng chẳng êm ả gì trong thời gian vừa qua lại đi xuống một cái mức xấu hơn. Đó là việc mà Mỹ đã phóng 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk vào căn cứ không quân ở Syria. Vậy thì rất nhiều người muốn hỏi, muốn biết một cái điều đầu tiên, đó là cái thông điệp của cái hành động mà ông Trump đưa ra quyết định đó là gì? Và cái thông điệp đó thì muốn nhắn đến ai? Tôi nghĩ là cái thông điệp mà chính quyền của Donald Trump muốn phát đi ấy, thì nhằm vào nhiều đối tượng. Cái đối tượng thứ nhất là cái thông điệp mà như ông Trump đã nói công khai đấy, thì tức là trừng phạt Syria vì Syria đã sử dụng vũ khí hóa học. Nhân cái sự kiện đấy thì hiện nay thì là ai sử dụng, chính quyền Syria nói là tôi không, Nga cũng nói là Nga không tin là chính quyền Syria sử dụng. Đấy, rất nhiều khả năng rằng là cái lực lượng đối lập của nhà nước IS hay là sử dụng cái kho vũ khí mà vẫn chưa kiểm soát được. Hiện nay là chính quyền Syria là đang mất kiểm soát đối với lại hai cái kho vũ khí. Chúng ta biết là Syria trước khi mà Liên Hợp Quốc là ra quyết nghị quyết là phải tiêu hủy toàn bộ cái kho vũ khí hóa học ấy, thì là dưới sự giám sát của Liên Hợp Quốc và đặc biệt là Nga đứng ra bảo lãnh ấy, thì là có 10 cái kho vũ khí hóa học thì đã tiêu hủy được 8 rồi. Thế còn hai cái kho vũ khí hóa học thì hiện nay thì không nằm trong cái vùng lãnh thổ mà do chính phủ của Syria kiểm soát. Vậy cho nên là rất có nhiều khả năng rằng là hiện nay là phía Nga và phía Syria người ta đang hướng cái dư luận sang cái chỗ rằng là rất có nhiều khả năng là lực lượng IS đã sử dụng cái kho vũ khí hóa học đó tạo ra một cái cớ và tạo ra một cái có thể nói là dẫn dụ không quân của Syria để không quân Syria đánh bom thông thường xuống đó. Nhưng mà không ngờ cái bom thông thường nó lại trúng kho vũ khí hóa học và cái kho vũ khí hóa học nó tung ra, vậy thì rất dễ dàng là đổ lỗi rằng là chính quyền Syria đã dùng vũ khí hóa học ném bom xuống cái vùng đó. Việc vũ khí hóa học nổ ra và gây sát thương là có thật, nhưng mà cụ thể nó và cái cơ chế để nó dẫn đến cái hậu quả nghiêm trọng như vậy nó như thế nào thì hiện nay là các bên là chưa rõ ràng. Phía Nga là chủ động đề nghị với Liên Hợp Quốc rằng là hãy tổ chức một cái đi điều tra độc lập, và Nga và chính quyền Syria tạo điều kiện hết cỡ cho việc đó. Như vậy là cái đối tượng đầu tiên mà Mỹ muốn hướng tới qua cái hành động của mình đó là Syria. Vâng. Với cái mục đích gọi là trừng phạt. Vâng. Vậy thì còn các đối tượng khác thì chẳng hạn như là với trực tiếp là với Nga. Thế trong thời gian vừa qua Nga hỗ trợ rất nhiều với chính quyền Syria, và vậy cho nên là cái chiến trường ở Syria đã thay đổi rất là nhanh chóng, có lợi về phía của chính quyền Assad. Và nếu mà có lợi cho chính quyền Assad thì nó lại dẫn đến cái kết quả mà Mỹ không mong muốn như phân tích ở trên. Và thứ hai nữa là Mỹ muốn bắn cho Nga biết rằng là ông làm gì làm vừa vừa thôi, cho nên để còn có chỗ cho chúng tôi nữa. Thứ ba nữa là chúng ta đừng quên rằng là cái cuộc bắn tên lửa đấy nó xảy ra đúng lúc ông Trump đang tiếp ông Xi Jinping trong một cái tiệc trà trong cái cơ sở riêng của ông ở bang Florida. Thế thì khi mà đang uống trà và đang chuẩn ăn bánh sô-cô-la rất là ngon, hai ông đang ca ngợi với nhau như thế, thì là lập tức là Donald Trump thông báo cho Tập Cận Bình, Xi Jinping biết rằng là chúng tôi vừa bắn 59 quả tên lửa vào một cơ sở không quân của Syria và tất cả đều trúng mục đích hết. Thế thì lúc bây giờ ông Xi Jinping là rất là sững sờ,
vì Xi Jinping Trung Quốc không ngờ rằng cái chuyện ấy lại xảy ra, và lại xảy ra đúng một cái thời khắc rất quan trọng trong quan hệ giữa Nga và giữa Mỹ và Trung Quốc đến như vậy, thì rõ ràng đây chắc chắn phải có một cái thông điệp đối với Trung Quốc rằng là liên quan đến vấn đề Triều Tiên, ông giúp nó vừa vừa thôi, còn nếu ông không giúp được mà trong giải giáp vấn đề hạt nhân ở Triều Tiên thì Mỹ đơn phương có thể làm được đến như thế và thậm chí là hơn như thế. Và với thế giới thì phía Mỹ muốn nhắn gửi một thông điệp rằng là bất cứ quốc gia nào mà dám sử dụng vũ khí giết người hàng loạt thì luôn luôn phải chịu một hậu quả rất là thảm khốc. Thì tôi nghĩ rằng đấy là một cái mũi tên bắn nhiều đích, mà bốn đích, ít nhất là bốn đích. Vâng ạ, còn nhiều đích nữa không thể kể hết được. Vâng. Nhưng mà rõ ràng rằng là chính quyền Trump đã thực hiện một cái việc làm mà nhắn gửi nhiều thông điệp đến các đối tượng. Vâng, đấy là cái mong muốn của Mỹ khi muốn nhắn gửi cái thông điệp đó, nhưng mà cái hiệu quả của thông điệp đó đạt đến đâu, đặc biệt là sau cái việc ném 59 quả tên lửa hành trình xuống Syria. Qua truyền thông quốc tế thì chúng ta biết rằng là ngay tại cái bữa tiệc ấy thì ông Donald Trump thông báo với ông Xi Jinping rằng là tất cả 59 quả tên lửa Tomahawk đều trúng mục tiêu hết. Đấy, tức là thông tin chính thức của Tổng thống và được các cái chuyên gia cố vấn quân sự của ông thông báo lại, thì ông thông báo như vậy. Nhưng mà hiệu quả của nó thì sau này phía Mỹ đánh giá rằng là, phía Mỹ nói rằng là hủy diệt được, tiêu diệt được 20% lực lượng không quân của cái số lượng cái máy bay của Syria. Và chủ yếu là đánh vào các cái nhà chứa các cái hầm mà máy bay đỗ thôi, ở sân bay thôi. Thế nhưng mà có một câu chuyện là trên các đường băng gần như là không bị trúng đạn và không bị phá hủy. Đường băng vẫn có thể cất cánh được. Vậy thì nó có một câu chuyện đặt ra rằng là vì sao bắn 59 quả Tomahawk từ hai cái tàu ngầm từ Địa Trung Hải của Mỹ bắn lên mà hiệu quả thì cũng không được nhiều như người ta nghĩ. Đáng lý ra 59 quả Tomahawk mà bắn vào một căn cứ không quân chắc nó phải hủy diệt kinh khủng, nó tàn phá kinh khủng lắm. Đường băng chắc không phải là cày be bét và không máy bay không thể cất cánh được, vân vân và vân vân. Và nhiều máy bay khác bị tiêu diệt nữa. Như vậy khả năng là có những quả không trúng. Vậy thì người ta đặt ra, truyền thông thế giới đã từng đặt ra rằng là rất nhiều khả năng là có nhiều quả không trúng. Vâng. Và truyền thông Nga cũng đã từng nói, các chuyên gia quân sự thì không phát ngôn đâu, nhưng mà các truyền thông Nga thì nói rằng là vậy thì các tên lửa của Mỹ rơi đi đâu? Thì cũng đã từng có một vài tờ báo thì nói rằng là thế này, tức là phía Nga và phía Syria đếm rất chính xác rằng là chỉ có 23 quả tên lửa là trúng mục tiêu. Còn 36 quả tên lửa Tomahawk bắn lên thì không biết đi đâu và không trúng mục tiêu. Thế câu chuyện người ta đặt ra rằng là vậy nếu không trúng mục tiêu thì nó rơi đi đâu? Bây giờ trong cái công nghệ quân sự rất là tối tân hiện nay của thế giới, đặc biệt là của Nga và Mỹ, thì chúng ta hiểu rằng là người ta có cái công nghệ gọi là tác chiến điện tử. Tác chiến điện tử nó có thể là phát lên những cái làn sóng điện tử để có thể dẫn dụ hoặc là hướng dẫn làm lệch mục tiêu của các cái tên lửa của đối phương nhằm đi chệch mục đích. Thứ hai nữa là người ta có cái hệ thống đánh chặn, có nghĩa là người ta có thể bắn lên những quả tên lửa để làm cho nó nổ ở trên không trung trước khi nó rơi vào mục tiêu. Và thứ ba nữa là cũng rất có khả năng rằng là do cái tên lửa Tomahawk của Mỹ sản xuất từ lâu rồi, để trong kho lâu rồi không sử dụng, có thể là chất lượng nó cũng đã giảm sút đi và nó rơi dọc đường thì sao? Thì tất cả những cái câu hỏi đây đều được đặt ra. Cũng đã từng có chuyên gia đặt vấn đề rằng là rất nhiều khả năng ấy là bị phía Nga phá. Thế thì câu chuyện là thế này, tức là ở Nga hiện nay thì người ta có các cái hệ thống phòng không rất là mạnh, có hệ thống S-300, hệ thống S-400, đủ có thể là tiêu diệt các cái mục tiêu nhỏ như là quả bóng ở trên sân golf. Đấy. Thế nhưng mà ở cái độ xa hàng trăm mét, hàng trăm km. Thế nhưng mà ở trong trường hợp này thì là phía Nga gần như không sử dụng đến không sử dụng đến tên lửa của hệ thống S-400 cũng như là của S-300. Vậy thì tại sao? Thì rõ ràng là ở chỗ này chúng ta thấy là cái hệ thống không quân mà phía Mỹ nhằm vào bắn tên lửa Tomahawk ấy thì nó ở rất xa so với lại cái hai cái căn cứ không quân của Nga và cái căn cứ hải quân của Nga đặt tại Syria. Và đấy là những cái nơi mà Nga đặt cái hệ thống tên lửa phòng không S-300 và S-400. Nếu dùng tên lửa đánh chặn bắn ra từ đó thì cái thời gian tên lửa bay để đi trúng mục tiêu luôn luôn là chậm hơn so với quả tên lửa của Mỹ bắn từ Địa Trung Hải. Từ tàu Địa Trung Hải rơi vào cái căn cứ không quân ở Syria. Cho nên là khả năng này cũng bị loại trừ. Và thậm chí là khả năng dẫn dụ thì cũng ra là vậy, thì nó phải rơi đi đâu chứ, vệ tinh ở trên trời của các cái nước người ta soi rõ như thế thì nếu mà nó rơi xuống biển thì là cũng người ta cũng phải biết chứ. Thế thì câu chuyện này đã từng có một chuyên gia giả thiết rằng là Nga đã sử dụng các cái loại máy bay tiêm kích bắn hạ các cái quả tên lửa Tomahawk của Mỹ trước khi nó rơi vào mục tiêu.
Lý do rằng là họ rút ra một cái bài học, mà một cái bài học là chúng ta nhớ là độ cuối những năm chín mươi. Vâng, như vậy có thể hiểu chuyện. Vâng, có thể hiểu là có thể hiểu thôi. Vâng. Một cái suy luận là Nga cũng đã có sự can thiệp dẫn tới việc là 59 quả tên lửa Tomahawk của Mỹ thì chỉ có 23 quả trúng còn 36 quả trượt. Nhưng mà chắc chắn là Nga sẽ không công khai cái điều này ra, bởi vì như vậy vô hình chung là đã trực tiếp đối đầu quân sự với Mỹ và nó sẽ không có lợi gì cho cái quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Và đương nhiên thì mà câu đây thì nó sẽ cũng còn lâu dài nữa sẽ là một cái điều bí mật, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta chính cái sự kiện này thì đã khiến cho cái tổng thống Nga thì đã suýt nữa thì hủy cuộc gặp với ông Tillerson khi mà ông Tillerson đến Moscow. Vậy và những cuối cùng thì ông đã Putin lại vẫn gặp ông Tillerson. Vì sao lại có những sự thay đổi này của Nga, và Nga thì đã có những cái động thái gì để ngăn không cho Mỹ tái thực hiện những cái hành động như là bắn tên lửa xuống Syria thời gian vừa qua? Trước hết tôi thấy rằng là lúc đầu thì là phía Nga tuyên bố rằng là phía Nga không có cái chương trình, không có lịch trình nào để cho ông Tillerson khi mà sang thăm Moscow lại có cuộc tiếp kiến đối với Tổng thống Nga. Thế nhưng mà trong cá nhân tôi theo dõi trong suốt các cái một thời gian dài ấy, thì trong các đời Tổng thống thì mỗi khi mà chính quyền Mỹ được lập ra một ngoại trưởng mới được bổ nhiệm thì bao giờ ấy, ngoại trưởng Mỹ mà sang thăm Nga mà Nga là Tổng thống thì ông Putin là Tổng thống thì bao giờ ông Putin cũng tiếp các ngoại trưởng Mỹ đầu tiên. Đấy là thứ nhất. Đây là không có bao giờ là ông không tiếp. Thứ hai nữa là đối với Rex Tillerson ấy, thì là có thể nói là người bạn tương đối thân thiết với lại Tổng thống Nga Vladimir Putin, bởi vì ông đã từng có nhiều quan hệ tốt đẹp với Nga trong thời gian khi ông còn là chủ tịch kiêm hội đồng của tổng giám đốc của ExxonMobil, tập đoàn dầu mỏ. Và rõ ràng rằng là hai người này có mối quan hệ thân thiết với nhau. Việc các quốc gia, các nhà lãnh đạo đưa ra những tuyên bố cứng rắn và thậm chí là lạnh lùng trước mỗi cuộc gặp, chúng ta thường thấy, đó là thường thấy. Họ đặt ra những cái giá nó rất là khó khăn, những cái bước đi rất khó khăn để thành tích của họ dù nhỏ thì cũng là rất là lớn lao. Đấy là cái kỹ năng của các nhà chính trị. Ngoại giao. Đừng quên rằng là Putin là một con người rất thực dụng. Cho nên là chắc chắn Putin không muốn để lỡ cơ hội này mà lại không tiếp ngoại trưởng đầu tiên của Mỹ, của cái chính quyền mà trong một thời gian rất dài hai bên không có cơ hội được gặp nhau. Đây là một cơ hội rất là tốt để cho hai bên trực tiếp nói với nhau những điều họ không thích nhau ở chỗ nào, họ bất đồng với nhau ở chỗ nào và làm cách nào để họ có thể là hóa giải được cái vấn đề đó để hai bên có thể cùng tồn tại trong một cái thế giới này. Thì rõ ràng là mặc dù nói lên lúc đầu thì nói lên rất là khó khăn, nhưng về sau đó thì cuối cùng là ông Putin vẫn gặp, đó mới chính là Putin. Vâng, đó có nghĩa là cái người ta đặt ra để thấy rằng cái cuộc gặp này nó rất quan trọng, và dù là một cái bước tiến rất nhỏ thôi cũng phải coi là một bước tiến lớn trong quan hệ giữa hai nước. Vâng, chúng ta sẽ tiếp tục bàn về cái hiệu quả của chuyến thăm này ở phần sau của chương trình. Cảm ơn nhà báo Đại Phượng. Thưa quý vị, theo phân tích thì có rất nhiều những nguyên nhân và mục đích dẫn tới sự quay ngoắt thái độ của ông Donald Trump, trong đó có mục đích làm hòa với các lão thành của Đảng Cộng Hòa, trấn an tập đoàn công nghiệp vũ khí và xây dựng hình ảnh cá nhân. Tuy nhiên, trước áp lực từ dân chúng trong nước và sự quan ngại của nhiều tiếng nói yêu chuộng hòa bình trên thế giới, thì ông Trump dường như cảm thấy mình đã đi quá xa, nên sau tất cả, phía Mỹ đã nhất trí với Nga rằng sẽ không tái diễn không kích Syria nữa. Thành quả của chuyến công du Moscow của Ngoại trưởng Tillerson chính là việc cuối cùng Nga và Mỹ đã nhất trí rằng Mỹ không nên lặp lại hành động không kích nhằm vào Syria. Thông báo trên được Ngoại trưởng Sergei Lavrov chuyển đến người đồng cấp Syria Walid al-Mualem đang ở thăm Nga trong bối cảnh có nhiều đồn đoán về hành động tiếp theo của Mỹ sau khi Mỹ không kích Syria hôm 7 tháng 4 vừa qua. Cuộc hội đàm đã mang lại một hy vọng nào đó, bất chấp những leo thang tiêu cực trong những ngày gần đây. Ngoại trưởng Rex Tillerson đã khẳng định ưu tiên về cách tiếp cận theo quy trình chính trị với chúng tôi. Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng tuyên bố Nga sẵn sàng khôi phục bản ghi nhớ về tránh đụng độ trên không với Mỹ tại Syria, tuy nhiên với điều kiện các hành động không thể đoán định của Washington không lặp lại. Vâng, như trong phần trước thì nhà báo Đại Phượng có nói rằng là chuyến thăm của ông Tillerson tới Moscow là một cơ hội rất tốt để cho hai bên Mỹ và Nga có thể ngồi lại với nhau sau suốt một thời gian dài căng thẳng. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về cái hiệu quả của chuyến thăm này? Đây có thể coi là một chuyến công du thắng lợi không ạ? Tôi nghĩ là có thể nói là một chuyến công du thắng lợi hạn chế. Vì là thế này, tức là trước khi mà sang Nga ấy, thì là phía Mỹ không đặt vấn đề lớn lao là đạt được một bước đột phá trong quan hệ giữa hai nước, mà chỉ đặt ra một cái mục tiêu khiêm tốn là làm sao là tránh đụng độ trực tiếp với lại Nga ở trong các cái điểm nóng, chẳng hạn như là ở Syria chẳng hạn thế. Và
cố gắng làm cho tình hình đã xấu hiện nay không xấu hơn thêm đi. Vậy cho nên là cái thành công tôi cho nếu có thì ở đây chỗ này rõ ràng là cái thành công thứ nhất là chuyến đi vẫn thực hiện được, mặc dù là chuyến đi được vạch ra trước khi mà Mỹ bắn tên lửa vào Tomahawk, 59 quả tên lửa vào Tomahawk như nói ở trên, thì chuyến đi đã được vạch ra và sau cái sự kiện bắn tên lửa ấy chuyến đi vẫn tiếp tục thực hiện thì cũng đó là một thành công rồi. Cái thứ hai nữa là nó là một cái cơ hội sau một thời gian dài hai bên không tiếp xúc với nhau và hai bên luôn luôn có những cái phát ngôn rất là mang tính chất coi như là thù địch nhau trong quá trình tranh cử của Tổng thống Donald Trump rồi là sau này rồi là vân vân giữa hai bên vân vân, thì rõ ràng là đây là cái cơ hội để cho chính quyền của hai bên, các lãnh đạo cấp cao của hai bên gặp gỡ. Và ở chỗ này nó đạt được một cái kết quả nữa mà tôi cho là rất là quan trọng, nhỏ thôi nhưng mà rất quan trọng, đấy là hai bên mặc dù là không nói ra nhưng đã phát ra tín hiệu rằng là vẫn tiếp tục cái cơ chế, vẫn tiếp tục duy trì cơ chế và thậm chí là tìm ra những cơ chế tốt hơn nữa để đảm bảo rằng là hai bên không bao giờ đụng độ trực tiếp ở quy mô lớn về mặt quân sự. Bởi vì nếu làm như thế, nó sẽ chắc chắn sẽ dẫn đến chiến tranh thế giới lần thứ 3 ngày thứ khác và sẽ chắc chắn là thế giới sẽ bị đảo lộn ngày thứ khác. Cho nên hai bên cũng đủ hiểu rằng là họ có mâu thuẫn với nhau, họ có bất đồng với nhau nhưng mà cái bất đồng ấy vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Đấy là thắng lợi, nhưng mà ông nói là thắng lợi hạn chế, vậy hạn chế nó ở chỗ nào? Đấy, hạn chế ở cái chỗ rằng là đáng lẽ ra nó phải mở ra những bước đột phá. Chẳng hạn như là sẽ đặt ra nền tảng là hai tổng thống sẽ gặp nhau trong thời gian ngắn, rồi là bàn về vấn đề là cải thiện quan hệ, rồi là Mỹ sẽ bỏ cấm vận đối với Nga, rồi là Nga sẽ tham gia một cách tích cực hơn về vấn đề Syria vân vân. Tất cả những cái đấy không đặt ra, và nếu có đặt ra cũng không đạt được, bởi vì là cái tham vọng tại thời điểm hiện nay như vậy là quá lớn. Cho nên người ta chỉ dám chờ đợi rằng là một là tiếp tục đối thoại với nhau, đối thoại một cách trực tiếp, đấy là một thắng lợi rồi. Thứ hai nữa là bắn phát ra một tín hiệu và hai bên đã đạt được một cái thỏa thuận với nhau rằng là này, thôi vấn đề coi như là đụng chạm nhau, va chạm nhau đó là một thực tế. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy giao cho các chuyên gia trong cái lĩnh vực quân sự, họ sẽ ngồi họ vạch ra một cơ chế và cơ chế ấy thì nó sẽ như thế nào thì đã xét sau. Đương nhiên cả hai bên đều phát ra một tín hiệu rằng là muốn duy trì cái cơ chế đó, muốn đi theo cái mục tiêu đó, như vậy là thắng lợi rồi. Tức là ít nhất cũng là làm cho tránh được các cái đụng độ trực tiếp hay là tránh là làm cho mất ổn định ở trong khu vực và trên toàn cầu. Vâng, trên tinh thần đó, trên những cơ sở đó thì nhà báo Đại Phượng nhận định như thế nào về cái quan hệ Nga-Mỹ, đặc biệt là dưới cái nhiệm kỳ của Tổng thống Trump? Tôi vẫn tin rằng là Donald Trump ấy là một con người... bản chất của ông đã bộc lộ tương đối rõ ở trong cái quá trình tranh cử. Ông nói là ông sẽ tìm cách cải thiện quan hệ với Nga. Thì tôi nghĩ rằng là tôi vẫn hy vọng rằng là trong cái nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump thì phía Mỹ sẽ tìm cách cải thiện quan hệ với Nga. Ở mức độ nào thì là còn tùy theo tình hình. Thế nhưng mà rõ ràng rằng là quan hệ đã quá xấu rồi, không thể xấu hơn được nữa. Nếu xấu hơn được nữa là rất là nguy hiểm. Và thứ hai nữa là cả hai nước đều là hai nước cường quốc hạt nhân số 1 ở trên thế giới, đều là những nước lớn. Thế thì hai bên chắc chắn là sẽ tìm ra một cái biện pháp dung hòa để hai bên cùng có thể tồn tại được với nhau, chứ nếu không sẽ xảy ra chiến tranh thế giới lần thứ 3 ngày thứ khác. Cho nên là phía Nga không muốn là Mỹ dồn Nga vào chân tường, và Nga cũng biết rằng là Nga không thể chịu được thêm nữa, cho nên họ phải tìm cách. Vậy thì rõ ràng cái cách ấy là cách như nào là còn tùy thuộc vào cái thời gian 4 năm nhiệm kỳ tổng thống của Donald Trump nữa, nhưng mà tôi tin rằng là quan hệ là sẽ tốt. Nhưng mà cho dù có tốt hơn một chút ấy, thì cũng không bao giờ xóa bỏ được một cái mối quan hệ mang tính chất coi như là mâu thuẫn với nhau, luôn luôn là mâu thuẫn với nhau, luôn luôn cạnh tranh lợi ích với nhau. Cho nên cái cạnh tranh lợi ích, cái mâu thuẫn với nhau, cái có nhiều điểm bất đồng trong quan hệ với nhau là sẽ tồn tại mãi mãi, sẽ tồn tại rất là lâu dài. Chỉ đến khi nào coi như là đạt được cái mức độ là Mỹ và Nga có chung một cái nhận thức, có chung một cái hệ, có thể nói là một cái cơ chế chính trị hoặc là tương đối đồng nhất về mặt chính sách thì mới có thể tránh được cái điều đó. Chứ còn cứ theo tình hình này thì chắc chắn là sẽ còn mâu thuẫn. Và các điểm nóng tiếp tới sẽ là các cái điểm nóng về Syria, về vấn đề Triều Tiên, rồi là vấn đề cấm vận của Nga, cấm vận của Mỹ và phương Tây đối với Nga, vân vân. Vâng, như vậy là rõ ràng là như nhà báo Đại Phượng nói thì cái sự là mâu thuẫn về lợi ích thì nó vẫn sẽ xuyên suốt trong cái mối quan hệ của Nga và Mỹ về rất là lâu dài sau này. Dù rằng là nhà báo Đại Phượng có kỳ vọng là dưới cái thời của chính quyền ông Trump thì nó cũng sẽ có những cái cải thiện nhất định và hai bên cũng sẽ không đối đầu quá sâu sắc như trong thời gian vừa qua, bởi vì cái mối quan hệ của họ đã xấu rồi cũng không thể xấu hơn. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn rất nhiều những phân tích của nhà báo Đại Phượng trong chương trình Thế giới bề ngày của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, kể từ sau chiến tranh thế giới lần thứ 2 thì mối quan hệ giữa Nga và Mỹ chưa bao giờ tốt đẹp và luôn trong hai trạng thái, hoặc là xấu
hoặc là rất xấu. Tuy nhiên hai nước thì chưa bao giờ để xảy ra đụng độ quân sự trực tiếp. Và những leo thang hiện nay trong quan hệ Nga-Mỹ là một diễn biến bất lợi, làm phức tạp thêm cuộc khủng hoảng Syria và nỗ lực hàn gắn mối quan hệ giữa Washington và Moscow. Tuy nhiên thì tình hình căng thẳng được dự báo là sẽ trong tầm kiểm soát, và như những phân tích của nhà báo Đại Phượng thì ít nhất là trong nhiệm kỳ của Tổng thống Trump thì mối quan hệ này sẽ phần nào được cải thiện. Và từ đây thì chương trình Thế giới 7 ngày tuần này của chúng tôi cũng kết thúc. Cảm ơn nhà báo Đại Phượng đã tới với rất nhiều những phân tích, những câu chuyện thú vị. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong 45 phút vừa rồi. Xin kính chào tạm biệt.